chào bà con tất cả anh em ha. Chào bà con luôn. Rồi bãi ra cái bãi ơi. Rồi chào bà con luôn. Sao con cứ ngượng vậy bãi? Chứ trước giờ kiểu anh em quen rồi giờ nó đổi lại cái nó hơi ngượng ngượng sao á. Tại kinh mình cũng có mấy cô chú lớn tuổi có góp ý cho mấy anh em mình đổi tên cho nó mới lạ chút xíu. Đây là khu vực hôm qua mấy anh em mình đào quá, đào đường con mưa quá chạy luôn, đi qua bờ dứt thêm hai con hấu hành nữa rồi đi về luôn. Hôm qua mưa tới chiều luôn, nay đi rùng khu vực này tiếp. Cái bờ này còn cao này. Khu vực này có máy gầm là nó có nhiều con chứ không phải một con. Gặp cái này, cái bờ này là cái bờ cao à. Bờ này có 5 mét, cao nhộng luôn. Hôm qua mà cái dấu nhiều lắm. Bờ này có hang không nhỉ? Này khu vực này là có hang là có dấu, sợ không có hang thôi. Vô lết ở dưới hay nhìn bãi? Hả? Lết dưới hay vậy? Ôi ôi. Ghê vậy ta. Té nè. Đây được thằng té. Đó, thấy dấu không hả? À, cái dấu. Này hàng chục mới đùng hả? Trời ơi. Lý nha anh em. Nè, cái này chốc lết mới quá ha. Ôi rồi, cái dấu tròn nó chênh luôn kìa. Hàng vô phải không? Ừ. Con phát lên đây các chị bạn. Nó có dấu còn mới có luôn nha nè. Mình nhờ dọn dẹp hết ráo cái khu vực này rồi. Để xài cái ngách nó xuống cái đèn cái này xong luôn. Qua đây luôn nè. Qua dấu ngon lắm nha. Ghê không? Đẹp quá, cặp mấy hát này không rồi cả. Cùng luôn.
nóng lạnh. Trời ơi nó quần hết trong đây luôn ơi. Chát luôn. Quá ngon nha. Quá ngon nha. Nó bắt ghê luôn. Chát luôn. Đi thẳng vô luôn hả chú ngoại? Bên thật quá rồi luôn. Sỏ vô tay. Mỗi đào ra căng nữa nha. Giấu nó lạnh luôn hả? Giấu nó lạnh luôn hả? Hôm giờ phải có hai con trăng mà nuôi nó không ăn uống gì đâu, vài bữa đem qua bên rừng và thả lại rồi nè. Đem qua chỗ cũ phóng sinh lại. Chỗ cửa phóng sinh lại đi. Nuôi nó thả nó không ăn. Có ngộ vậy nó không ăn là sao ta? Vậy nó không ăn luôn. Không ăn không uống gì luôn. Gì kỳ. Nó vô ăn nước nó nằm mà để gà đồ vô không ăn. Không ăn luôn. Độc chứ. Rồi phóng sinh đi. Nuôi thử cho nó sao mà. Không ăn cái gì nuôi. Con gì nó quằn ghê ta. Đây có mấy gầm mấy trăng đâu còn nữa đâu. Dấu bự hết thân luôn rồi. Dấu bự đào. Đào răng trăng đi. Đào vô có chừng trăng á. Răng trăng là nghi lắm á. Răng trăng này cũng nghi nghi trăng lắm nè. Bây giờ ở đây nè. Người ta không cho chỉ con trăng đấy các bạn nhớ không? Ghê mày. Gì? Dạo vừa bén lắm. Du du du. Qua khoảng đứt thét tay lùm lum. Tại chạy á. Qua xây đầm nhớ. Là mấy con trắng mượn bóp đuôi rồi. Ôi. Trắng phóng xanh hai con kia. Ừ, quần chứ gì? Có chừng trắng thiệt luôn. Ra bự, ra bự, ra bự, ra bự. Ấy ra bự ra. Chừng trắng thiệt luôn á. Ngươi giấu cờ. Trời ơi. Cái hàng mình lớn vậy nè. Ờ nó quần trong đây nè. Lú độn căng lên đi. Quần nóng lạnh. Quần này chưa thấy dấu hiệu gì hết nha. Chưa thấy gì hết. Cái nó quần quá mà chưa thấy gì hết. Thả à, luôn, phong sinh. Trời ơi, thiệt. Phong sinh thiệt luôn chứ, cái dấu gì vậy? Cái dấu từ đây qua đây. Không ngồi nó rồi đó. Rồi. Dám rồi. Dấu gương. Dấu nóng lạnh, cái dấu. Này dấu rắn này chắc cũng có 3-4 kg chứ không phải giỡn đâu nha. Còn thấy rắn là không nhỏ à. Rắn thì quá bự luôn á. Dấu này còn mới ghê luôn nè. Nó còn in giải lắm. Kỹ nha, có phần ngóng ngách vậy ha, để con trắng chưa qua đó. Đây còn hen lên thôi. Ở dưới đây chỉ có trăng với mấy gầm thôi chứ không có con hoài ra. Không trăng, một trăng hay mấy gầm. Không mặt quá. Ngắt này cũng cắt lên. Lên xong luôn. Gì vậy? Tới rồi đó. Gần tới hả? Tới chiều. À, vô. Càng vô trong càng mới. Dấu này thì còn mới dữ lắm đó, mà vô bánh Tân ơi. Vô gì vô bánh? Đéo phải con Tân. Con gì? Con gì? Mới gầm rồi. Mới gầm hả? Rồi vô vô bánh rồi. Vô anh về nó vô mánh rồi. Ơi con mấy gầm chào bá lửa luôn coi. Đâu chào bá lửa luôn hả? Ừ. Chưa. Nó trời ơi chào bá lửa luôn. Thử nó giống trăng này giờ mới gầm luôn. Con này bự dữ lắm á.
cái dấu này giữ đặc luôn, dấu này dấu này cà bá luôn. Trơn gỡn mấy này mấy năm nay đâu có ấy. Tới đi. Ủa đâu? Nó cắt lên hay gì đó. Nó cắt lên rồi, cắt lên rồi. Nằm trên đây rồi. Chưa từ nha. Đây. Nằm trên đây rồi. Đây, thôi lấy túi lại. Ồ, nè nó cắt lên. Cắt lên. Rồi lọt rồi. Nó lọt xuống rồi nè. Dữ dằn thiệt. Xíu, sắn đậu luôn rồi. Xíu nữa sắn ngang cái đậu nó luôn rồi. Cái này mới gầm lên, chắc không ai bắt nó nó bị bự rồi. Cái bản nhỏ hơn à. Thôi rồi, đặt vô cái bình bôn. Nói luôn. Mình nóng rặn. À. Rồi nó bự gỡ. Rồi nó bự gỡ. Rồi ngon luôn. Nó còn rút đi tới á. Cái đuôi nó nằm ngay chỗ đó luôn hay chứ rồi. Mấy gầm này bắt lên đưa. Đưa cái đuôi cho anh ta cái nắm cho rã tay cái đây. Rã tay cái. Sướng sướng cái cây. Hôm qua cái con mới gầm gì cân nhiêu ký? Cái 2 cái 3 vậy đó. Cái 3 hả? Cái 2. Mới nhìn nó bự bự sát nó lạnh luôn sợ cầm tay á. Nhớ siêu à. Cái 2 hả chú bảy? Cái 2. Rút tới không á. Nắm cái đuôi lại chú ơi. Ê, hai cái đuôi. Hai cái đuôi một cặp luôn. Hai cái đuôi luôn hả? Rồi. Hai cái đuôi ngắn ngủn luôn. Hai cái đuôi luôn. Cặp á. Một cặp rồi đó. Đây là một cặp nó rồi. Hèn chi nó quần nóng lạnh luôn. Rồi, hai cái đuôi rõ ràng rồi. Hèn chi nó quần. Trời ơi, nó trắng không? Quần tướng nó trắng không? Tướng ăn tới rồi. Không là nuôi thả nữa. Mấy gầm được, mấy gầm về trụ được. Còn trắng là phóng xanh. Nuôi có được đâu, không phóng xanh. Cái thằng trăng người ta nói nuôi nó 3-4 tháng nó mới cho ăn lại. Dữ vậy? Ừ. Nó mới chết mẹ rồi còn đách nữa ăn. Nếu mà con nào mà nó chịu đói tới đó thì bắt đầu là nó mới ăn lại chứ con không ăn liền. Đuôi đuôi nè. Dạ. Lúc trọng à, đạp tới luôn á. Có cục trong ổ rồi. Nắm đuôi gậy không ra luôn hả? Dễ gì. Đào phanh bự nè. Sắn nó này có phủ ta. Để cái phủ trong lạnh. Cầm chính cứt luôn hả? Có thiệt cái thúi á. Chứ không phải cầm chính cứt. Có cái thúi là có tiền đó. Nói gì con máy gầm nó ỉa là cái cứt cái thúi không biết nó ăn bà cá gì đâu không ai gì vậy. Cái bội nó ăn cá bữa hổm con kia gì mà ngần ngâm rượu cứ có cọng sống lá vừa tông bao tử luôn thấy không? Cái loại nó ăn cá ăn đẻn gì đó. Từ coi cái đậu đâu cái việc này cũng còn nó nữa chứ ghê thật không còn cách người tới lui không có người thấy không người thấy mới nó ra ấy chứ có người thấy là mình đâu mới biết chứ không người thấy mình đâu biết khu vực này có còn đâu thú dữ tới đầu thế này nè trời ơi chật quá nó trơn dữ chẳng giao từng lõn phanh này dưới hai ba phanh dưới đó con này nó dài dưới đó tay khô nắm cái đuôi nó ta tay khô nó rút đi rồi nó đây tay khô nắm đuôi thôi giật cái đầu đó cái đầu nó đó nem đậu trong á, xe một cục rồi nó cái chừng cái đầu nó hay ảnh dưới lường á, đừng nóng thứ bảy, từ á, đuôi nè cái đuôi ra nè, coi con này bự nè, con này bự nè, cái đuôi ra nè, ê, túi luôn chú bảy ơi, con này bự dữ á, đưa túi luôn chú bảy ơi, con cái máy, đây, ta này tàng, vô, bảy hai bưởi, cụ không ha, này chạy rồi chạy thời một cái mốt. Nó cần ký mấy cho lên là loại cũ rồi đó, lâu rồi, sống lâu rồi. Đại hả? Rồi đại. Con này muốn về vậy hả? Còn đó còn bắt ký còn ký 7. Con khủng khiếp. Con ký 7 khủng khiếp. Nhưng mà nó có nhỏ mà ít bự lắm. Hai em. Con này bự dữ à. Ui, con này 1 ký rưỡi mà. Con này 8 ký rưỡi. Cầm bá lửa luôn. Cầm tắm nó cái chú 7. Tắm đi cho. Con này đục mắt. Đục mắt hả? Lọt hả? Lọt tới.
rồi nó dùng tay chơi bậy bạ chứ bảy. Lặn liền á. Buồn lắm mấy chứ bảy. Buồn lắm là ướt liền, đã có lội ra nước mà. Ngồi nổi nước. Ngồi quéo dưới này nè. Ê. Ừ, con này nó bự cỡ. Con này muốn lọt ha. Con này muốn lọt. Trời ơi, có gì vậy? Múc tay vậy? Múc tay luôn. Đó, con rồi vô, hai con. Lạnh nóng lạnh luôn, tưởng đồng trang. Vô tiền chú mời ơi. Tưởng đồng trang thua luôn. Tưởng đồng trang thua luôn. Học lại cái cây. Rõ ra quá. Rồi nó khì. Nghe khì không? Nghe khì không? Rồi đi lên nữa. Chắc hết rồi. Cặp nó còn dưới đây. Có cái hang bên đây hay gì chú mời? Yeah. Có. Nhón đi, còn đi là còn đào. Còn ngắt đi nữa hả? Còn ngắt đi nữa. Còn đi nữa hả? Cắn chết luôn đó. Ừ, nghe đó. Ấy, có khi nào vô tổng trăng nằm đổng không? Người trang hả? Chứ bắt cặp mấy giờ mở hoài sao còn hang đi vô nữa không? Cái hang này nóng lạnh, cái hang này bự hết thân luôn á. Rồi, nó bốc ra nữa. Ăn xuống, nó ăn vô nữa. Tại cho cùng ngách xuống đi chú mời. Cái hang này hồi đó hang tròn ha, hang kỳ đài. Ừ. Hai ngách luôn. Đây còn dấu không? Ban cho cái ngách á. Cái ngách nó hoài cái còn đi. Dưới á. Chỗ này nó có một cặp là còn ngách đi vô nữa, khả năng nó còn nữa nè. Khả năng thôi. Cây á, vô hư để cây không vậy? Cây là xong rồi đó. Cây sột sột giữa hang là xong. Có bánh có trổ rồi đi ăn ta. Có bờ kìa quá. Giờ đi cắm xuống nữa. Cắm xuống nữa.
Ê, Vũ Mánh ơi. Vậy? Con ơi. Gì nó vậy? Hả? Con mới gầm chà bá lửa đó. Té. Trời ơi, nó nằm ở còn ngách ngày nữa. Ngách chà bá luôn. Thà bá luôn. Trời ơi, bữa nay tụi khủng lồ không à. Quá, hàng khủng luôn nha. À, hàng khủng nha bà con. Quá thả là em ơi. Quá xa rồi. Còn ngách tên cả nữa. Túi tiếp. Mảnh đang ngào đào kìa, còn ngách đi lên nữa. Ờ, thì bỏ sót là chết rồi phải không? Ừ ôi. Ngon lắm. Gì vậy? Bảo. Bảy gió mày ơi. Cái tàu mới chạy lên đó ông ơi. Cái tàu mới chạy lên đó không? À. Vàng quá luôn. Trời ơi, con nào con ấy khủng khiếp trời. Nó quá trời quá đất. Cái này đại không hả? Này vô đại rồi chú Bảy ơi. Ủa làm cái khỉ ghê vậy? Tại khi đó thì dữ lắm á. Wow, con nào này? Cầm tay không à? Trời ơi, đã. Đã quá. Nè, cho quay vô coi cái nè. Nè, trời đất ơi, nó ba con mà nó làm gì nè. Khiếp hồn. Gì vậy? Ôi, cái hang nó ở tưởng lung trăng không à? Có ba con mà nó gần vậy đó. Cái hang nó tưởng lung trăng không á? Trăng. Để cột lại rửa cái cho ba. Xịt không rửa. Xịt không rửa cái. Bánh ngồi đi nó anh rồi. Làm mấy con nữa. Mấy con nữa. Nói sao anh Bảy đào cái này? Cái ngắt nhét hồi nãy. Nó nhét nãy hả? Sở nó đi ăn thông đây được phải không? Tối nay đang thông đây luôn rồi, không có. Bảy anh lục lại, anh đào lại tiếp. Còn nữa không? Nó nè nó không? Vô mánh được không? Không vui quá. Đấy, em thấy cây là lên hết trời, nó lên. Thôi, thị ơi. Một cái hang đi nữa. Một hang làm ba con. Anh luôn. Cái dấu quần ngoài quá trời quá đất mà. Trăng quần vậy đó. Quần như trăng quần, ai giờ nhiều con đó quần. Hôm qua anh bắt ra bên cái khúc kia đó, cái khúc ngay chỗ cái cây đó qua trống cống đó, nào mà một con, cái vòng qua hôm nay cách này khoảng 20 mét, quần nguyên cái khu vực này, đây đắp bờ đó, nó đắp bờ là cho anh ta. Dọc cái bờ nằm này có lý ha. Thì khu vực này là cái thả rác của nhà nước, với mấy khu vực bờ đầm này người ta đâu có cho mình kiếm đâu. Mấy khu vực này của nhà nước bây giờ mình kiếm được. Còn mấy khu vực này bằng bờ đầm của người ta đâu cho đào. Khu vực này bây giờ nó không đào mà không đặt bẫy được luôn. Hay cho vô đâu nè. Không ai cho vô á. Nên này bờ rác mình mới kiếm một vòng khu vực này nó mới có nè. Xe tặng trên trời gần ngay trước mắt. Vòng vòng bây giờ có đúng một hang luôn. Hay thật chứ. Chắc vô là nó đuổi mấy con chuột đi ráo. Rồi giọt về anh em ơi. Rồi giọt về bà con ơi. Con quá đói đi ăn. Quá đói đi ăn. Chắc nó ở đây luôn quá. Ở hàng này luôn chắc. Chắc ở hàng này luôn quá. Qua kia chắc hàng bạ quá, nó vô xíu. Qua cặp mé đi ăn giấu. Đi ăn, giấu đi ăn, rồi xong nó ở luôn. Rồi thôi mình chào bà con tất cả anh em ha. Rồi anh em mình giọt. Ôi, chào cái sao nổi vậy coi. Rồi chào bà con luôn. Rồi chào bà con tất cả anh em luôn. Lên đường. Đạp cho dễ lên để đi. Rồi xin giới thiệu với bà con tới anh em là anh Bảy là anh ruột của anh Mười nha.
anh Bảy anh cũng bị bệnh do đó là anh đào cho anh Mười anh đào, nhưng phải anh Bảy là anh ruột của anh Mười. Anh các bà con nào anh em chưa biết á thì ấy. Anh em phàn nàn quá. Phàn nàn có anh em phàn nàn đấy, anh Bảy đừng đứng đâu à, tại anh bị bệnh rồi anh coi hang rồi coi dấu mà. Thì đào là chỗ giờ, anh Mười anh đào. Giờ bệnh yếu. Giờ bệnh thì yếu rồi. Chỉ coi hang coi dấu thôi chứ đào hết nổi. Cũng chút đỉnh thôi. Chút đỉnh thôi. Anh Bảy bị tai biến nhẹ. Ăn nhẹ bữa hổm giật bị méo miệng. Rồi giật luôn.